Đồng hồ Hublot Paris of Big Bang Titanium Ceramic 42mm 642NM0170RX là sự biểu hiện của vẻ đẹp sang trọng, kỹ thuật chế tác tinh xảo và công nghệ đỉnh cao. Với vỏ đồng hồ được chế tác từ titanium, có ưu điểm nhẹ, bền bỉ mà còn chống mòn cao, các móc vát được hoàn thiện một cách tỉ mỉ bằng tay, chỉnh chu đòi hỏi tay nghề kỹ thuật chuyên môn cao. Vành bezel làm từ chất liệu titanium và trang trí bằng vít titan hình chữ H, đặc trưng không chỉ bảo vệ mặt đồng hồ mà còn tôn thêm vẻ đẹp cá tính cho sản phẩm. Mặt số dạng skeleton cho phép người đeo chiêm ngưỡng bộ mép phức tạp bên trong. Dây đeo có thể dễ dàng hoán đổi nhờ vào các nút tháo nhanh, mang lại sự tiện lợi và khả năng tùy chỉnh cao. Bên trong bộ chuyển động Hublot Calibri Hub 4700 làm nên trái tim của đồng hồ Hublot này, với tốc độ đạp 36.600 VBH, chứa 31 viên kim cương và dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.